Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong không khí ấm áp của những ngày đầu xuân năm mới và đặc biệt là sự rộn ràng của những ngày Tết cổ truyền dân tộc, thật tuyệt vời khi chúng tôi được gặp lại quý vị và các bạn trong số đặc biệt của chương trình kỷ niệm 3 năm tuổi của Sáng tạo Việt. Lời trước tiên cho phép chúng tôi thay mặt những người thực hiện xin gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm và ủng hộ của tất cả quý vị dành đến cho chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Và ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi, chúng ta nhìn lại chặng đường 3 năm của chương trình. Một 156 sáng chế, giải pháp công nghệ đến từ 32 tỉnh thành phố, được chọn lọc từ hơn 1.500 sáng chế, giải pháp công nghệ thuộc nhiều lĩnh vực. Hơn 300 đội chơi đến từ 100 trường đại học cao đẳng, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong cả nước. Gần 150 giám khảo là các nhà khoa học và nhà đầu tư tiềm năng, nhà quản lý đến từ nhiều lĩnh vực thuộc các bộ, ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp. Hơn 300 tiểu phẩm tình huống gắn với nội dung câu hỏi và giải đáp kiến thức về pháp luật sở hữu trí tuệ, khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng và thực tiễn ứng dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Gần 2 tỷ tiền thưởng và phần quà giá trị của nhà tài trợ được trao cho các đội chơi, các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên trẻ tham gia chương trình. Đây là những con số ấn tượng, phần nào nói lên những kết quả hoạt động của chương trình Sáng tạo Việt trong việc nỗ lực trở thành cầu nối giữa các tác giả sáng chế, doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu trẻ đam mê nghiên cứu khoa học trong khắp cả nước. Để có thể lên sóng truyền hình đều đặn mỗi tuần một chương trình, trong suốt 3 năm qua, toàn thể ekip thực hiện chương trình Sáng tạo Việt đã nỗ lực đi qua một chặng đường khá dài, vượt qua nhiều khó khăn trở ngại để xây dựng, cải tiến format, tổ chức sáng lập đội chơi và các tác giả sáng chế cùng các chuyên gia nghiên cứu, chuyên gia kinh tế, các nhà quản lý tham gia chương trình. Tôi nhớ lại là những ngày đầu để mà khởi động chương trình này thì bản thân chúng tôi, những người trong cuộc thấy có vẻ như chưa chắc chúng ta đã đạt được những cái mục đích đó. Bởi vì nguồn thông tin, tư liệu về sản phẩm sáng tạo lấy từ đâu, một năm liệu có thể chọn được ra 52 cái sáng chế để phát sóng hay không, rồi đội chơi ý tưởng lấy từ đâu, có được cái số ý tưởng gấp 2 lần cái số sáng chế để mà đem ra thi đấu hay không, các cái thành phần của ban giám khảo, những người nào có thể thông hiểu về công nghệ để mà có thể đánh giá được cái giá trị thương mại hóa của các cái sản phẩm đó, và đặc biệt là làm thế nào để nhà sáng chế có thể bộc lộ những cái sáng chế của mình trước công chúng một cách giản dị nhất, rồi các đội chơi góp ý cho nhà tác giả sáng chế một cách nào đó để tác giả có thể ghi nhận và đánh giá cao được những ý tưởng đó. Trải qua được 3 năm, đó cũng là một cái thành công rất lớn, một cái sự nỗ lực rất lớn của ban tổ chức. Trong 3 năm qua, vừa xây dựng vừa sáng tạo đổi mới, chương trình đã có nhiều dấu ấn trong lòng khán giả, vừa là món ăn tinh thần hấp dẫn, vừa giúp khán giả hiểu hơn những khó khăn vất vả của người làm công tác nghiên cứu, sáng chế cùng những sáng tạo của người Việt Nam. Sáng tạo Việt đã tạo ra một diễn đàn trao đổi, giao lưu và phản biện khoa học công nghệ bổ ích, lý thú cho các tác giả sáng chế, nhà đầu tư và tầng lớp nghiên cứu trẻ, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua sáng tạo khoa học công nghệ trong các tầng lớp, các ngành nghề khác nhau. Chúng tôi xin cảm ơn chương trình Sáng tạo Việt đã cho chúng tôi cái cơ hội để giới thiệu cái công nghệ mới của mình. Thì thông qua cái chương trình này, chúng tôi cũng nhận được cái ý kiến đóng góp của ban giám khảo cũng như là các đội chơi để chúng tôi càng hoàn thiện thêm cái sản phẩm của mình và có cái cơ hội để đưa đến cho khách hàng các cái sản phẩm có cái công nghệ mới hơn cũng như là có cái giá trị cao hơn. Tôi rất là vui khi được tham gia chương trình Sáng tạo Việt, được gặp gỡ các nhà sáng chế, được gặp gỡ các cái giải pháp công nghệ, được giao lưu học hỏi, và vui hơn nữa là tôi có thể mang kiến thức cũng như là cái kinh nghiệm nghiên cứu của mình để đóng góp và hoàn thiện hơn các sáng chế nhằm phục vụ cho lợi ích cộng đồng cao hơn. Tôi gặp gỡ và giao lưu với tác giả của sáng chế và cũng thấy được cái mức độ cũng như là trình độ của tác giả, cũng như là học hỏi được từ tác giả rất nhiều vấn đề. Đặc biệt với sứ mệnh của mình, từ năm 2013, Sáng tạo Việt đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, kết nối thương mại hóa các sáng chế, giải pháp công nghệ tiềm năng, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ, đóng góp vào cuộc sống phát triển kinh tế xã hội ngành và địa phương. Có thể nói là trong 3 năm qua, chương trình Sáng tạo Việt đã tạo ra một sân chơi rất là hiệu quả đối với những người có đam mê khoa học, các nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp. Bước sang năm mới, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến những người làm chương trình này. Chúng tôi cũng phải rất cảm ơn chương trình trong 3 năm qua đã đồng hành cùng chúng tôi trong việc đưa những kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh.
Và nếu như là có một cái lời nhắn nhủ thì tôi cũng mong là ban tổ chức của chương trình phải đa dạng hóa hơn nữa để làm sao giới trẻ tham gia nhiều hơn, cộng đồng khoa học cũng quan tâm hơn nữa. Và đặc biệt tôi mong muốn các doanh nghiệp, tức là các nhà đầu tư tiềm năng của chúng ta thông qua chương trình này có thể tìm đến được với các nhà nghiên cứu, đóng góp cái phần đầu tư của mình để thương mại hóa kết quả nghiên cứu cho nó hoàn thiện. Nếu doanh nghiệp Việt Nam không có những sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh, có giá trị gia tăng, chúng ta sẽ không thể tồn tại được trong cái môi trường hội nhập quốc tế cạnh tranh rất là dữ dội. Và chính vì thế chương trình Sáng tạo Việt phải góp phần vào việc là nâng cao trình độ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam, đưa ra rất nhiều những sản phẩm nghiên cứu mới để thương mại hóa, tạo ra sản phẩm mới để chúng ta có thể hội nhập một cách thành công. Và thông qua chương trình Sáng tạo Việt thì chúng tôi có cơ hội rất lớn để tiếp cận được với những sáng chế, và chúng tôi đưa những sáng chế đó thành sản phẩm hàng hóa. Thì với xác định, với phương châm của doanh nghiệp chúng tôi là sẽ làm sao thúc đẩy nhanh nhất những cái sáng chế, những ý tưởng, những khoa công nghệ để trở thành những cái sản phẩm hữu ích cho Việt Nam. Bước sang năm thứ tư, tiếp nối những thành công đã đạt được, chương trình Sáng tạo Việt sẽ được thổi thêm những luồng gió mới từ sự thay đổi về sân khấu, nội dung các phần chơi và các sáng chế, giải pháp công nghệ tham gia chương trình, nhằm đem đến cho khán giả truyền hình những giây phút thư giãn bổ ích vào mỗi buổi sáng cuối tuần. Ban tổ chức luôn mong muốn chương trình Sáng tạo Việt sẽ tiếp tục là nơi hội tụ tri thức, hội tụ đam mê nghiên cứu khoa học công nghệ của các tầng lớp xã hội trên khắp mọi miền Tổ quốc, góp phần tạo ra những nguồn lực mới trong phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy ứng dụng, thương mại hóa sáng chế nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cho các sản phẩm hàng hóa tại thị trường trong nước cũng như quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, bước sang năm thứ tư, chương trình Sáng tạo Việt sẽ tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn những sáng chế, những giải pháp công nghệ mới để đáp ứng thật tốt yêu cầu cấp thiết trong cuộc sống của chúng ta. Và chúng tôi luôn luôn hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ theo dõi chương trình trong hành trình mới. Và sau đây xin được giới thiệu tới quý vị đội chơi đầu tiên tham gia chương trình. Đội BME đến từ Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội, gồm hai bạn Nguyễn Duy Tùng và Vũ Thị Hạnh. Sở thích chung của đội là đam mê nghiên cứu, thích khám phá và sáng tạo công nghệ mới. Và sau đây sẽ là đội chơi thứ hai. Đội Phan Xipang gồm hai thành viên Vũ Hoàng Phong và Nguyễn Thanh Nga. Họ đến từ Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Chúng ta đã vừa gặp gỡ và làm quen với hai đội chơi. Tiếp theo chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn hai thành viên ban giám khảo, những người sẽ đồng hành cùng với chúng ta để đưa ra những lời nhận xét và đánh giá cho các phần trình bày và trả lời câu hỏi của hai đội chơi. Đầu tiên chúng tôi xin được giới thiệu tiến sĩ Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp, Khoa học và Công nghệ. Thành viên ban giám khảo thứ hai, chúng tôi xin được giới thiệu bà Phạm Thị Tú Oanh, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Thiết bị Y tế BMS, Chủ tịch Câu lạc bộ CEO Hà Nội. Như quý vị thấy vào lúc này đây thì mọi thứ đã sẵn sàng. Vì thế ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi đến với phần chơi đầu tiên, phần chơi mang tên Tuổi Trẻ Sáng Tạo. Hiện nay, việc tập luyện phục hồi chức năng cho các bệnh nhân bại liệt sau tai biến, tai nạn để sớm hòa nhập với cuộc sống sinh hoạt thường ngày là một nhu cầu quan trọng, đồng thời cũng là thách thức được đặt ra cho chính họ và những người thân xung quanh. Rất nhiều trường hợp, do thiếu công cụ và phương tiện hỗ trợ tập luyện hiệu quả mà người bệnh có tâm lý chán nản, mệt mỏi và mất đi niềm tin vào việc điều trị, dẫn đến kết quả không đạt được như mong muốn. Chính vì vậy, việc nghiên cứu đổi mới sáng tạo để đưa ra những sáng chế, giải pháp công nghệ mới hỗ trợ việc luyện tập phục hồi chức năng cho người bị bại liệt sau tai biến, tai nạn là một yêu cầu mang tính cấp thiết, không những giúp nâng cao hiệu quả việc điều trị mà còn tạo ra các sản phẩm kinh doanh mới trên thị trường. Thưa quý vị và các bạn, qua phóng sự mở đầu chương trình hôm nay thì chúng ta cũng đã biết được chủ đề mà chúng tôi dành đến với hai đội chơi. Đó là giải pháp công nghệ mới giúp hỗ trợ luyện tập phục hồi sức khỏe cho người bị liệt và sau tai biến. Với chủ đề này thì hai đội chơi các bạn sẽ đưa ra những giải pháp riêng của đội mình để giải quyết một cách hiệu quả nhất. Chúng tôi chờ đợi những ý tưởng sáng tạo của riêng mỗi đội chơi. Và các bạn lưu ý là mỗi thành viên ban giám khảo sẽ dành đến cho mỗi phần trình bày của các đội chơi mức tiền thưởng tối đa là 1.500.000 đồng, dựa trên 3 tiêu chí là tính mới, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng thực tế. Luật chơi chỉ đơn giản như vậy thôi. Đầu tiên chúng tôi xin mời các thành viên của đội BME, các bạn trình bày trước, xin mời. Kính chào ban giám khảo.
Sau đây, đội BME đến từ trường Đại học Bách khoa Hà Nội xin trình bày về ý tưởng sáng tạo thiết kế thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng cho chi trên. Đối tượng mà chúng em hướng tới để đưa ra ý tưởng đó là đối tượng bị liệt cánh tay. Đây là sơ đồ khối của thiết bị mà chúng em đã xây dựng. Thiết bị sẽ có các chức năng như sau. Thứ nhất, hỗ trợ tập luyện cho khớp khuỷu tay. Để đảm nhiệm được chức năng này thì thiết kế cơ khí của thiết bị phải dựa trên giải phẫu của cánh tay. Và chuyển động của cánh tay thì có chuyển động co, duỗi và chuyển động xoay. Tuy nhiên, ý tưởng thiết kế ban đầu của chúng em chỉ hướng tới đó là hỗ trợ tập luyện cho khớp khuỷu tay, tức là hỗ trợ cho vận động gập duỗi của cánh tay. Dựa trên kết cấu giải phẫu như vậy thì chúng em đưa ra mô hình. Mô hình này thì cũng có kết cấu tương tự, gồm cánh tay trên, cánh tay dưới, phần đỡ bàn tay và phần khuỷu tay được chế tạo bằng vòng bi để quay trơn tru, giúp cho khung cánh tay này có thể gập duỗi trong giải vận động từ 0 đến 130 độ. Và ngoài ra thì thiết kế cánh tay này còn có kết cấu dạng trượt để thay đổi chiều dài của cánh tay phù hợp với nhiều đối tượng bệnh nhân khác nhau. Để vận hành được khung cánh tay như thiết kế trên thì chúng em xây dựng bộ khung, bộ giá đỡ. Bộ khung này có hình chữ T và động cơ sẽ điều khiển cánh tay gập duỗi qua hệ thống dòng dọc và dây kéo. Đây là mô hình tổng quát về thiết bị của chúng em. Chức năng thứ hai của thiết bị đó là đo được các thông số vận động của bệnh nhân khi tập luyện. Đó là thông số góc vận động của khuỷu tay, vận tốc, lực và điện cơ của tay. Chức năng tiếp theo của thiết bị là lưu trữ các thông tin tập luyện và các chỉ số đánh giá trên máy tính hoặc trên điện thoại thông minh. Dựa vào giao diện này thì các bác sĩ có thể theo dõi, quan sát và lưu trữ được các dữ liệu vận động của các bệnh nhân khác nhau và từ đó đưa ra đánh giá nhận xét về khả năng phục hồi. Chức năng thứ tư đó là thiết bị này thì có thể được điều khiển từ xa bằng máy tính hoặc điện thoại thông minh. Chức năng tiếp theo là lập trình sẵn các bài tập dựa trên chỉ định của bác sĩ. Thiết bị sẽ được lập trình sẵn các bài tập cho từng đối tượng bệnh nhân khác nhau. Chức năng cuối cùng đó là có cơ chế dừng hệ thống khi cảm biến lực đo được lực vượt quá ngưỡng cảnh báo. Thiết bị này sẽ có 3 chế độ tập luyện. Chế độ thứ nhất là chế độ thụ động, chế độ thứ hai là chế độ hỗ trợ bù vận động, chế độ thứ ba là chế độ chủ động, người tập chủ động thực hiện hoàn toàn bài tập trên thiết bị. Chúng em xin hết, xin cảm ơn. Xin cảm ơn đội BME và tiếp theo chúng ta chờ đợi những ý tưởng giải quyết vấn đề của hai thành viên đội Phan Xipang. Xin mời các bạn. Xin kính chào ban giám khảo. Sau đây em xin được trình bày đề tài giải pháp công nghệ mới giúp hỗ trợ luyện tập phục hồi sức khỏe cho người bị liệt và sau tai biến. Như mọi người đã biết thì trong thời buổi phát triển hiện nay thì tai biến mạch máu não không còn chỉ xuất hiện ở những người già mà bắt đầu xuất hiện ở những người trẻ hơn. Tai biến mạch máu não là một bệnh rối loạn tuần hoàn não cấp tính có thể gây đột tử, liệt nửa người, rối loạn tâm thần. Để có thể phòng ngừa và chống tái phát tai biến mạch máu não thì người bệnh cần có chế độ chăm sóc đặc biệt sau những ngày ở viện. Và ý tưởng của chúng tôi là chiếc xe lăn tập đi dành cho người tai biến mạch máu não. Người bệnh sẽ di chuyển bằng xe lăn từ nhà tới công viên, quảng trường. Tại đây thì chiếc xe lăn sẽ đóng nhiệm vụ như là một chiếc xe tập đi. Các ý tưởng chính của chúng tôi là đầu tiên là hệ thống tay cầm của xe lăn sẽ đóng vai trò như là một hệ thống tay phanh khi người bệnh ngả người về phía trước hoặc phía sau cũng đồng thời tác động vào tay phanh này. Thứ hai, chúng tôi sẽ thiết kế hệ thống đo huyết áp và nhịp tim trên tay cầm. Khi mà huyết áp và nhịp tim đến mức nguy hiểm thì sẽ hiện lên đèn báo. Và cuối cùng, theo nghiên cứu của Đại học Mississippi thì nghe nhạc 2-3 tiếng một ngày sẽ giúp phục hồi tai biến mạch máu não nhanh hơn. Vì thế chúng tôi sẽ lắp thêm một chiếc loa. Chúng tôi hy vọng rằng với phần trình bày vừa xong sẽ giúp ích phần nào cho người tai biến mạch máu não. Xin cảm ơn đội Phan Xipang. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã được lắng nghe phần giải quyết vấn đề của cả hai đội chơi rồi. Bây giờ quý vị hãy cùng với chúng tôi chờ đợi xem là hai thành viên ban giám khảo sẽ nhận xét và đánh giá như thế nào. Xin mời ban giám khảo ạ. Qua hai cái ý tưởng sáng tạo này các em thì cái ý tưởng khá là hay và cũng khá là táo bạo và cũng mang lại rất là nhiều những cái ý tưởng mới, đặc biệt là cho cái nền y tế của Việt Nam hiện nay. Chúng ta chưa có sản xuất được nhiều những cái thiết bị, đặc biệt là cho phục hồi chức năng cho các bệnh nhân mà khi mà họ chẳng may bị tai biến. Các em có thể cho biết được là cái giá thành của một cái sản phẩm mà các em đưa ra và tối ưu hóa của cái sản xuất của các em là bao nhiêu phần trăm các em nhập khẩu và bao nhiêu phần trăm là các em dự tính là mình sẽ sản xuất trong nước? Tôi xin thay mặt cho đội xin trả lời câu hỏi của giám khảo. Chúng tôi ban đầu dự kiến là sẽ sản xuất sản phẩm bằng inox để vẫn đảm bảo được độ nhẹ và độ bền cho sản phẩm.
các linh kiện điện tử thì vẫn phải nhập từ nước ngoài. Như vậy là sẽ 50% là được chế tạo trong nước và 50% là nhập khẩu các sản phẩm từ nước ngoài. Vì vậy nên theo ước tính của chúng tôi thì sản phẩm sẽ có giá khoảng 5 triệu đồng. Đội Phan Xi Păng chúng tôi thì cũng đã dự tính sẽ nhập khẩu những phần nhỏ trong cái chiếc xe lăn đó, ví dụ như loa, máy đo, phanh, thì giá thành cho một chiếc mà chúng tôi đang dự tính đó là 2 triệu 400 nghìn đồng. Nhưng mà đến khi mà chúng tôi mua với số lượng lớn và sản xuất hàng loạt thì cái giá nó sẽ rẻ hơn khoảng 30-50%, thì có thể nó sẽ rơi vào khoảng 1 triệu rưỡi cho đến 2 triệu ạ. Ý tưởng của đội các bạn BME khá hoàn thiện. Cái người bị tai biến mạch máu não thì thường là một bên chi trên hoặc một bên chi dưới là sẽ bị liệt. Thì cái phần còn lại vẫn có thể sử dụng để trợ giúp bằng những cái thiết bị mà cái công nghệ hiện đại mình có được, kể cả tích hợp công nghệ máy tính, vi tính, thiết bị điều khiển từ xa, rồi thậm chí lập trình cho các cái mức độ mà cần phải phục hồi khác nhau của bệnh nhân. Rồi có thể có thêm cái game trò chơi rất vui để làm cho người ta không chỉ là cái việc tập luyện mà còn hứng thú hơn, và nó tạo cái động cơ cho cái bệnh nhân có thể chóng được hồi phục. Trong các cái chuỗi thiết kế đấy, chúng tôi cho cả cái phần cơ khí, phần về tự động, rồi phần về phần mềm, cũng như những cái công nghệ mới các bạn đã tích hợp tương đối đầy đủ. Và vì vậy chúng tôi xin cho điểm của các bạn như sau. Về phần tiêu chí tính mới, các bạn được 800 điểm. Về tính sáng tạo, các bạn được 850 điểm. Về khả năng ứng dụng hiện thực hóa, các bạn được 850 điểm. Tổng hợp các bạn được 2.500 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Đội Phan Xi Păng, ý tưởng các bạn có giản dị hơn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đánh giá rất cao ý tưởng các bạn khi cải tiến những cái thiết bị hiện có, đặc biệt cái giá thành nó rẻ hơn và tích hợp một số những cái công nghệ khác, những cái thiết bị khác vào trong cái phương tiện để giúp cho những cái người bại liệt, thậm chí người già mà có thể yếu chân, yếu cả hai chân mới có thể tập đi được. Thì chúng tôi xin cho điểm các bạn. Về tính mới các bạn được 700 điểm. Về tính sáng tạo các bạn được 750 điểm. Về khả năng hiện thực hóa ý tưởng các bạn được 800 điểm. Tổng số các bạn được 2.250 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Xin cảm ơn ban giám khảo. Và lời chúc mừng đầu tiên chúng tôi dành đến với hai đội chơi, bởi mỗi đội đã có được những mức tiền thưởng đầu tiên trong quỹ của mình như sau. Hai thành viên của đội BME các bạn đang sở hữu là 2.500.000 đồng. Xin chúc mừng. Còn đội Phan Xi Păng thì các bạn đang có là 2.250.000 đồng. Xin chúc mừng các bạn. Như vậy là phần chơi đầu tiên đã kết thúc, để tất cả chúng ta sẽ cùng đến với phần chơi tiếp theo trong Sáng Tạo Việt, phần chơi mang tên Đi Tìm Nhà Sáng Chế. Chứng kiến những khó khăn mà người thân gặp phải khi vất vả tập luyện phục hồi chức năng cho cơ thể, vợ chồng ông Lê Khả ở thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận đã nghiên cứu và chế tạo thành công giải pháp công nghệ máy tập vật lý trị liệu tự động đa năng. Nhờ thiết kế và cơ chế làm việc tự động, máy tập giúp người bệnh tập luyện một cách dễ dàng mà không cần phải lo lắng bị mất sức và chán nản như các loại máy tập cơ học thông thường. Máy có 4 chức năng chính và được vận hành qua bảng điều khiển với 4 nút bấm riêng biệt. Người bệnh có thể tập luyện các chức năng cho tay, chân, lưng hoặc đồng thời các bộ phận trên. Tập chân bằng chức năng chân trượt tự động hoặc chức năng chân đạp tự động. Hai chức năng này sẽ giúp cho người bệnh phục hồi độ thẳng của chân, các cơ chân được vận động nhiều hơn nhằm chuẩn bị cho quá trình tập đi sau này đạt kết quả tốt nhất. Chức năng thứ ba của máy là chức năng tay trượt tự động, giúp tay không bị co rút cơ và dần dần phục hồi vận động. Chức năng thứ tư là chức năng xoay cột sống lưng tự động, giúp vận động, xoay cột sống cũng như hai chân với mức độ nhẹ nhằm làm giãn cơ và lưu thông máu cho người bệnh. Máy tập được vận hành tự động thông qua motor điện dùng điện 220V. Lưng ghế dựa có thể ngả ra tới thành giường người bệnh để giúp di chuyển người bệnh vào máy để tập luyện một cách nhanh chóng, dễ dàng và thuận lợi. Có thể nói, giải pháp công nghệ của tác giả là một sản phẩm rất sáng tạo, một phương tiện hữu ích phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện, cơ sở y tế hay mỗi hộ gia đình, giúp cho những người bại liệt, người sau tai biến, tai nạn có nhu cầu phục hồi chức năng có thêm lựa chọn hiệu quả để đẩy lùi bệnh tật và sớm hòa nhập với cuộc sống hàng ngày. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với phần chơi tiếp theo của chương trình, phần chơi mang tên Đi Tìm Nhà Sáng Chế. Và lúc này đây thì tôi đang được ngồi trên chiếc máy là giải pháp công nghệ mà chúng tôi đã vừa giới thiệu tới quý vị và các bạn ở phóng sự mở đầu phần chơi thứ hai ngày hôm nay. Đó chính là chiếc máy tập vật lý trị liệu tự động đa năng.
Và chúng tôi cũng xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn hai vị khách mời tham gia vào phần chơi thứ hai của chương trình. Xin được giới thiệu tác giả của giải pháp công nghệ, đó chính là tác giả Lê Khả. Chào ban giám khảo, chào MC Danh Tùng, cùng hai đội chơi cùng tất cả khán giả có mặt trong ngày hôm nay. Và trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay rất đặc biệt ạ, với khách mời thứ hai không ai khác, đó chính là người vợ của tác giả Lê Khả. Chúng tôi xin được giới thiệu chị Nguyễn Thị Thanh. Tôi xin kính chào khán giả. Và rất vui mừng khi được đón tiếp hai anh chị đến với chúng tôi ngày hôm nay ạ. Và xin mời hai anh chị. Xin mời anh. Chúng tôi được biết là anh Lê Khả là một kỹ sư sửa chữa tàu thủy. Vậy thì từ đâu anh lại có ý tưởng để sáng tạo và sáng chế ra chiếc máy này? Từ khi có chú tôi bị tai biến, có nằm bệnh viện, tôi có xuống khu tập vật lý trị liệu của bệnh viện xem thì thấy đa số những người bị tai biến đang còn ngồi trên máy tập và trên ghế tập bằng tay bằng phương pháp là kéo ròng rọc, tay mạnh kéo tay yếu, và ngồi lên cái máy tập bằng chân thì chân mạnh hỗ trợ đạp cho chân bị liệt. Trong quá trình mà xem thì thấy không được hạ quang, thì thấy người này nhìn người kia với một cách buồn bã, ước mong một cái gì đó, cho nên làm cho tôi đồng não và về nhà suy nghĩ có một ý tưởng là sáng chế ra cái máy này để cho người bị tai biến có sức khỏe thêm. Và anh có thể giới thiệu cụ thể các chức năng của chiếc máy này không ạ? Dạ. Thứ nhất là tập tay, phần tay đó. Phần tay như chúng ta thấy cái phần tập tay. Tập tay xong đến phần tập chân. Đây là trượt chân. Phần trượt chân, cái người mà khi bị yếu là cũng phải vô bộ, đầu tiên là phải tập phần chân để cho cái bàn chân được chuẩn lại. Khi tai biến thì cái chân nó bị vẹo qua một bên, mà khi mà nếu mà khi mà đi được á, thì chân nó đi sẹo sẹo và cao thấp, cho nên tôi muốn làm cái bàn trượt này để khi người tai biến sau khi hồi phục tập đi có thể tương đối như người bình thường, không có bị siêu vẹo. Qua quá trình mà tập trượt thì đến cái phần mà tập đạp, qua phần tập đạp là tính là diện rộng, cái người mà khi mà bàn chân nó đã ổn định, cơ nó đã có độ giãn ra thì lên cái phần đạp chân này thì được thoải mái, có thể là ra vô được thoải mái. Cái phần này có thể co giãn ra, kéo ra vô được, dùng cho người chân ngắn hoặc chân dài, hoặc là có thể tập độ xa hơn hoặc tập gần hơn. Xong đến cái phần là khi cái người nằm trên giường có thể là nó trong người nó uể oải, dùng đến gọi là phần xoay cột sống, nó xoay toàn thân từ nửa trời xuống, các chi xuống bằng chân, nó xoay để cho nó lưu thông máu và các cái bàn chân nó được chuẩn lại được. Không hiểu là trong cái quá trình mà anh Lê Khả đưa ra ý tưởng rồi là nghiên cứu sáng chế ra cái máy này thì chị Nguyễn Thị Thanh có hỗ trợ gì không ạ? Dạ, tôi với tư cách là một người vợ thì tôi sẵn sàng hỗ trợ cho chồng tinh thần và vật chất, là chăm lo cho gia đình và để cho anh an tâm để mà sáng tạo. Trong lúc đó thì mình cũng có những ý kiến đóng góp hay là những cái ý kiến phản biện lại để cho giúp cho cái sản phẩm này là hoàn thiện hơn. Và chúng ta phải biết có câu là của chồng công vợ, đúng không ạ? Mặc dù là tác giả Lê Khả là người sáng chế ra chiếc máy này, nhưng mà trong đó thì cũng rất là nhờ tới sự ủng hộ và sự hỗ trợ từ người vợ của mình, đó chính là chị Nguyễn Thị Thanh. Và có thể nói đây cũng chính là cái niềm tự hào của hai anh chị, đúng không ạ? Sau một thời gian quá trình là 2 tháng rất là đầu tư, rồi là dành thời gian tâm huyết của mình nghiên cứu, thì chúng ta đã hoàn thành được chiếc máy thế này. Và đặc biệt là chiếc máy này đã được ứng dụng cho chính những thành viên trong gia đình của mình và mang lại cái kết quả tốt. Xin được chúc mừng hai anh chị ạ. Và thưa quý vị, như vậy là qua cái phần giới thiệu vừa rồi, chúng ta đã hiểu hơn về thiết bị máy tập vật lý trị liệu tự động đa năng của tác giả Lê Khả. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với nhiệm vụ của hai đội chơi trong phần chơi thứ hai này. Các bạn đã hiểu rõ về chiếc máy rồi. Nhiệm vụ các bạn như sau. Nhiệm vụ đầu tiên là các bạn hãy đưa ra những ý tưởng cũng như là những kinh nghiệm mà các bạn đang học tập và nghiên cứu để góp ý hoàn thiện hơn chiếc máy này. Đó là tất cả những điều mà chúng ta hy vọng. Nhiệm vụ thứ hai là chính tác giả Lê Khả sẽ thay mặt chúng tôi đưa ra một câu hỏi thử thách dành đến cho mỗi đội chơi và các bạn trả lời. Ở phần trên này, các tiêu chí chúng tôi đưa ra dành đến cho hai đội chơi vẫn là tính mới, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng thực tế. Mỗi thành viên ban giám khảo sẽ vẫn dành đến cho mỗi đội chơi mức tiền thưởng tối đa là 1.500.000 đồng. Và với phần chơi thứ hai này thì chúng tôi xin mời đội đầu tiên sẽ đưa ra phần trình bày của mình. Đó chính là các bạn đội Phan Xi Păng, xin mời. Thì đầu tiên tôi nhận thấy là cái ghế ngồi, người cao quá ngồi lên cái tay cầm này sẽ hơi bị thấp, nên là có, nếu mà được thì có thể thay đổi cái chiều cao của cái ghế ngồi để phù hợp cho những thể trạng những người khác nhau. Thứ hai là thay đổi thiết kế máy là thay đổi sang inox và còn thêm cái đệm giúp cho mọi người ngồi đỡ đau hơn ạ.
Thứ ba là khi mà một người bị cong chân thì tác giả phải dùng gối để cố định vào. Nên là mong là tác giả sẽ thêm một cái hệ thống cố định chân nữa để cho những người bị cong chân mà do tai biến mạch máu não thì có thể tập được. Vừa rồi là sự đóng góp ý kiến của đội Phan Xipang. Sau đây chúng tôi xin mời các bạn đội BME, xin mời các bạn. Xin kính chào tác giả và ban giám khảo. Sau đây tôi xin đại diện cho đội chơi BME Đại học Bách khoa Hà Nội xin đóng góp một số ý kiến về sản phẩm của tác giả. Thứ nhất, nguồn cung cấp cho thiết bị hoạt động lại là dây điện. Chúng tôi xin đóng góp là sử dụng ắc quy để thay thế để có thể nâng cao tính cơ động của sản phẩm. Ý kiến thứ hai chúng tôi xin đóng góp cho tác giả là sử dụng một cái mạch điều khiển điện tử để có thể thay đổi tốc độ phù hợp với từng bài tập đối với các đối tượng bệnh nhân khác nhau. Ý kiến thứ ba chúng tôi xin đưa ra đó là theo như chúng tôi quan sát từ nãy giờ thì hai bánh sau của chiếc máy tập này là chưa được cố định. Tác giả nên thêm khóa bánh hoặc phanh để cố định, tránh việc rung lắc trong quá trình tập. Và cuối cùng chúng tôi xin đưa ra ý kiến đó là việc rung lắc của thiết bị cũng có thể xảy ra, cũng có thể gây nguy hiểm cho những đối tượng bệnh nhân đang còn yếu. Vì vậy nên có thể bổ sung thêm các cảm biến để đo lại các cái lực và các cái sự rung lắc ở thành của thiết bị. Và từ đó có thể tạo ra cái tín hiệu cảnh báo trong trường hợp mà vượt quá ngưỡng nguy hiểm. Xin cảm ơn đội BME. Thưa tác giả Lê Khảo, vừa rồi chính là những đóng góp ý kiến của hai đội chơi. Tác giả thấy sao? Qua hai đội chơi đã góp những ý kiến, tôi rất là cảm ơn. Cái phần mà đội chơi nói về cái phần này gắn thêm cái phần nệm. Cái phần nệm để cho phần lưng nó được êm. Sự thật, cây này không phải là cái chỗ dựa lưng. Cái phần này dùng để ngã ra cho người bệnh từ giường lên, chứ không phải bồng từ xuống mà đi vòng lại phía trước. Dùng người khỏe, cái này có thể ngã sâu xuống. Đó là vận chuyển, nếu mà bằng nệm thì không có thể lên được. Lên sẽ bị hư. Nói về dùng bình thì tôi cũng đã có sự suy nghĩ là muốn gắn hệ thống bình dự trữ để mà khi có thể vùng sâu vùng xa hoặc những cái điện mà nó không ổn định, người ta có thể có cái bình để tập. Dạ, trên thế. Và bây giờ tác giả sẽ giúp chúng tôi đưa ra một câu hỏi thử thách cho hai đội chơi. Dạ. Khi lên tập, nhiều lúc người ta bị một cơn đột biến gì đó tái phát, người ta có thể ngã ra. Tôi muốn là phải có sự là báo động khi mà sự cố người nghiêng qua một bên. Thì bây giờ muốn hai đội chơi cùng góp ý để bổ sung cho cái máy nó được hoàn hảo. Và đầu tiên chúng tôi chờ đợi câu trả lời của đội Phan Xipang. Xin mời các bạn. Thưa tác giả, sau đây tôi xin được trả lời câu hỏi của tác giả. Theo chúng tôi thì sẽ lắp một hệ thống đo huyết áp và nhịp tim. Khi mà huyết áp và nhịp tim giảm xuống mức báo động thì cái hệ thống đấy nó sẽ kêu ra, phát ra chuông báo động. Và tiếp theo xin mời các thành viên của đội BME, các bạn hãy trả lời câu hỏi vừa rồi. Sau đây tôi xin trả lời câu hỏi về vấn đề đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Để kiểm soát xem người bệnh có bị nghiêng người đổ về một bên hay không thì chúng tôi định sẽ gắn vào thiết bị đai lưng này một cái cảm biến góc nghiêng, thì để có thể xác định được độ nghiêng của người bệnh khi mà người bệnh được cố định vào thiết bị này. Và sau đó sẽ truyền về cái hệ thống cảnh báo, có thể là đèn và chuông, để cho những người chăm sóc có thể đến để hỗ trợ kịp thời. Tôi xin hết ạ. Xin cảm ơn đội BME. Xin mời ạ. Dạ, cảm ơn hai đội, nhưng mà cái điều nó khúc mắc nó cũng chưa đạt. Tại vì khi người mà bị bệnh mà đột xuất mà ngã, tái phát mà ngã mà nó có chuông báo động, thì trong lúc đó là các cái máy tập đang còn vận hành, làm sao mà tắt kịp. Các em phải suy tính từ cái đường để mà khi mà người bệnh ngã xuống, chuông báo động, các cái hoạt động đều phải gián đoạn. Cảm ơn hai đội cùng đến đây cùng giúp tôi để mà giải khuất những cái khúc mắc của tôi. Dạ, cảm ơn. Xin cảm ơn tác giả. Và chúng tôi xin được cảm ơn anh Lê Khả cùng với chị Nguyễn Thị Thanh đã dành thời gian đến với trường quay ngày hôm nay. Thay mặt những người thiện chương trình, chúng tôi xin chúc hai anh chị sẽ luôn luôn dồi dào sức khỏe và tiếp tục dành những tâm huyết và sự đam mê rất là nhân ái của mình để tiếp tục cải tiến và sáng tạo nhiều hơn nữa những cái chiếc máy như thế này để giúp cho những người bệnh có thể phục hồi chức năng của mình và tái hòa nhập với cuộc sống hàng ngày. Xin cảm ơn anh ạ. Cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn anh Danh Tùng và hai đội chơi cùng khán giả có mặt trong đây. Thưa quý vị, và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những đánh giá của hai thành viên ban giám khảo. Chúng tôi xin mời ban giám khảo ạ.
Ban giám khảo chúng tôi cũng thấy rằng hai đội chơi cũng đã cố gắng đưa ra được những cái góp ý, ý kiến để kế thừa và phát triển cái sáng chế rất là hữu ích này. Các bạn ở đội BME đưa ra được về số lượng cũng như chất lượng các cái góp ý, chúng tôi thấy rằng là có nhỉnh hơn một phần so với các bạn ở đội Phan Xi Păng. Đặc biệt là các bạn có lưu ý đến cái phần tự động hóa và tối ưu hóa những cái tích hợp và cái công nghệ để mà bảo đảm an toàn cho cái thiết bị này. Và đấy cũng chính là cái phần câu hỏi thách thức của tác giả đặt ra cho hai đội. Làm sao để mà thiết bị này không chỉ là trợ giúp được cho người bệnh mà phải bảo đảm an toàn, sức khỏe và tính mạng cho người bệnh khi có sự cố xảy ra. Ví dụ như bệnh nhân tái đột quỵ hoặc là thiết bị nó có trục trặc vấn đề mà bị xô lệch, bị ngã hoặc là không có cái người nhà gần đó để mà có thể trợ giúp. Thế thì hai đội cũng đã giải quyết khá tốt câu hỏi thách thức đó. Tuy nhiên các bạn nếu mà có thể đưa ra được một cái ý kiến, một cái sáng kiến thì rất tốt. Đấy là khi mà các cái sự cố xảy ra thì không chỉ có đèn và chuông báo động mà có thể ngắt mạch điện và ngừng hoạt động thì sẽ an toàn tuyệt đối hơn cho bệnh nhân. Hai đội chơi khá là ngang sức ngang tài và các em cũng đưa ra những cái ý kiến rất là hay cho tác giả. Và bản thân thì tôi cũng nhận thấy rằng là những cái ý kiến của các em đưa ra thì xác thực và nó cũng dễ đưa vào thực tế cũng như là dễ áp dụng khi mà mình triển khai những cái ý tưởng của mình để trở thành hiện thực và đưa những cái sản phẩm ra được đến tay người tiêu dùng. Theo như thống nhất giữa hai giám khảo, tôi xin cho điểm như sau. Đội BME về nội dung kế thừa và phát triển được 1.300 điểm. Trả lời về câu hỏi thách thức của tác giả, các bạn được 1.300 điểm. Đội Phan Xi Păng kế thừa và phát triển thì các em được 1.200 điểm. Và trả lời câu hỏi thách thức của tác giả đưa ra, các em được 1.100 điểm. Cảm ơn cả hai đội chơi. Xin cảm ơn ban giám khảo và một lần nữa chúc mừng hai đội chơi. Các bạn đã có thêm những mức tiền thưởng ở phần chơi thứ hai này. Và tổng số tiền thưởng đang có trong quỹ của mỗi đội như sau. Đội BME các bạn đang có 5.100.000 đồng. Đội Phan Xi Păng 4.550.000 đồng. Và thưa quý vị, phần chơi thứ hai của chúng ta kết thúc tại đây. Thay mặt những người chơi chương trình, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới hai thành viên ban giám khảo, đó chính là tiến sĩ Phạm Hồng Quất và bà Phạm Thị Tú Anh. Xin được cảm ơn ạ. Và bây giờ là lúc mà tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần chơi lựa chọn thông minh. Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng nhau bước vào phần chơi lựa chọn thông minh. Thưa quý vị và các bạn, ở phần chơi thứ ba này chúng tôi sẽ có hai cơ hội dành đến cho hai đội chơi. Nhiệm vụ của các bạn là sẽ trả lời câu hỏi lựa chọn của chúng tôi đưa ra. Đội nào có câu trả lời trước và chính xác, đội đó sẽ có được mức tiền thưởng tối đa là 500.000 đồng. Đội đưa ra sau nếu chính xác sẽ chỉ có 300.000 đồng thôi. Vì vậy mà các bạn hãy thật nhanh tay để đưa ra câu trả lời sớm và có được mức tiền thưởng tối đa. Trước khi chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên, như thường lệ xin mời hai đội chơi cùng quý vị sẽ theo dõi nội dung phim tình huống thứ nhất của chúng tôi. Xin mời. Đây cô nhìn thế này, cái dây đeo an toàn của tôi trông nó có vẻ là rất đơn giản thế này thôi, nhưng thực ra thì nó lại rất là phức tạp. Em hứa lần này sẽ viết một bài thật hay để lăng xê sản phẩm của anh đến với công chúng ạ. Ôi tốt quá. Sau này khi anh nổi tiếng rồi thì các nhà doanh nghiệp, các nhà đầu tư sẽ đến để xin chuyển giao công nghệ với anh đấy ạ. Hy vọng là như thế. Tôi mới nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế lên Cục Sở hữu Trí tuệ cách đây có một tuần. Thế thì mình đưa lên báo chí hoặc là truyền thông gì đó thì nó có làm mất đi cái tính mới của sáng chế không nhỉ? Một tuần ạ. Theo em biết ý, thì nếu anh chưa nộp đơn đăng ký sáng chế mà công bố thì mới mất đi tính mới và mất đi điều kiện bảo hộ. Còn nếu anh nộp đơn rồi thì chắc không có vấn đề gì đâu ạ. Nhưng mà mới một tuần đấy nhá. Dạ. Chào cô. Dạ, chào. Này, thế cô là... Nhà báo. Nhà báo à? Dạ. Nhà báo. Phóng viên à? Ừ. Dạ vâng ạ. Thế cô đến đây để làm gì nhỉ? Dạ em đến để phỏng vấn anh nhà. Phỏng vấn á? Dạ. Dừng lại ngay nhá. Sao? Này,
tôi yêu cầu là dừng nhá, không có phỏng vấn phỏng veo gì hết. Thế là thế nào? Ông lại đây. Sao? Này, đừng có thấy người ta đẹp mà hấp hấy đâu nhá. Đẹp á? Đâu? Công nhận. Tôi là tôi nghe nói nhá, sáng chế sẽ bị mất đi tính mới. Nếu như mà chúng ta công khai trước thời điểm mà được Cục Sở hữu Trí tuệ chấp nhận đơn hợp lệ đấy. Thật á? Thật chứ đùa à? Này cô Huyền này, hay là chúng ta cứ thư thư một thời gian nhỉ? Để bao giờ mà Cục Sở hữu Trí tuệ chấp nhận đơn hợp lệ hoặc là được đăng trên công báo của Cục Sở hữu Trí tuệ thì lúc đấy chúng ta mới làm truyền truyền thông nhỉ? Thôi, nếu anh chị không hợp tác thì em xin phép ạ. Vấn đề chúng tôi vừa nêu ra trong phun tình huống vừa rồi cũng chính là nội dung của câu hỏi chúng tôi dành đến với hai đội chơi. Các bạn chú ý này. Theo quy định của pháp luật, sáng chế bị coi là mất tính mới nếu bị bộc lộ công khai trong thời điểm nào sau đây? A. Trước thời điểm nộp đơn. B. Trước thời điểm Cục Sở hữu Trí tuệ chấp nhận đơn hợp lệ. Và C. Là trước thời điểm đơn được đăng trên công báo Cục Sở hữu Trí tuệ. Hai đội chơi có câu trả lời khác nhau, một đội chọn A, một đội chọn C. Và phương án chính xác của chúng tôi đó chính là phương án A. Xin được chúc mừng đội Fansipang. Thưa quý vị, sáng chế được bảo hộ độc quyền cần đáp ứng các điều kiện chặt chẽ về tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng ứng dụng trong công nghiệp. Tính mới được hiểu là sáng chế chưa được bộc lộ công khai dưới bất cứ hình thức nào, bao gồm cả dưới dạng bản thảo, mô hình sản phẩm, quy trình, v.v. Nếu chủ sở hữu chưa nộp đơn đăng ký sáng chế mà đã vội vàng công bố thì rất có thể sáng chế đó sẽ bị coi là mất tính mới, không đáp ứng điều kiện bảo hộ. Một lần nữa chúng tôi xin được chúc mừng đội Fansipang, các bạn vừa có thêm được 500 ngàn đồng và hiện nay số tiền các bạn đang sở hữu đó là 5.050.000 đồng. Còn đội BME vẫn giữ nguyên 5.100.000 đồng. Sau đây sẽ là cơ hội tiếp theo của chúng tôi dành đến với hai đội chơi. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng theo dõi phim tình huống tiếp theo. Sếp ơi, anh mời đây rồi, đến rồi. Mời họ vào. Dạ vâng. Dạ, em sếp mời chị vào. Dạ. Dạ. Em chào anh ạ. Giới thiệu với chị, đây là anh Trần Văn Sếp, giám đốc trực tiếp của em. Dạ. Anh ơi, em tự giới thiệu, em tên là Phương, ở bên công ty Mai Phương ạ. Mời chị Phương ngồi. Dạ, chị Phương ngồi đi ạ. Nghe nói bên công ty chị đang quan tâm đến sáng chế máy gieo hạt bón phân đa năng của bên tôi. Dạ vâng ạ. À, qua tìm hiểu thì bên em thấy sáng chế này của bên anh rất là hữu ích cho bà con đấy ạ. Dạ, nếu như mà bên em được nhận chuyển giao sáng chế này thì không những là có lợi cho công ty, tăng doanh số mà còn giúp ích cho bà con đỡ vất vả hơn rất nhiều anh ạ. Nói chung là tôi rất hoan nghênh và cảm ơn chị. Chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc đưa sáng chế này vào áp dụng thực tế. Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều tiền của công sức để nghiên cứu, nhưng mà chưa có cách nào thương mại hóa được hiệu quả, đang sốt ruột lắm. Em cũng hiểu đây là tình hình chung của sáng chế thôi ạ. Nếu như mà sáng chế mới ra mà cứ cất trong ngăn kéo thì thực sự là quá lãng phí anh ạ. Ôi giời ơi, chị nói quá chuẩn luôn ạ. Nếu như bên quý công ty của chị mà có muốn hợp tác này, khai thác cái sáng chế máy gieo hạt bón phân đa năng của bọn em là tuyệt vời luôn. Dạ, chúc cho công ty của chúng ta thành công. Nhưng mà công ty của chị là công ty tư nhân ạ? Dạ vâng, sao ạ anh? Sáng chế này được ngân sách nhà nước đầu tư để nghiên cứu và hoàn thành, nên nhà nước là chủ sở hữu, cho nên việc giao quyền sở hữu và quyền sử dụng sáng chế cho bên ngoài là rất bị hạn chế. Hạn chế hả anh? Dạ, báo cáo sếp, em nghĩ là không có sự hạn chế ở đây đâu ạ. Bởi vì theo được biết, hiện tại việc giao quyền sử dụng, quyền sở hữu công nghệ đang được nhà nước tạo ra rất nhiều cơ chế thuận lợi nhằm thúc đẩy các ứng dụng thương mại hóa về các sáng chế và các giải pháp công nghệ. Em tin rằng các tổ chức cá nhân họ hoàn toàn có quyền sử dụng những sáng chế đó. Dạ. Vâng ạ, theo em thì đối với kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, các tổ chức chủ trì thực hiện, các doanh nghiệp khoa học và công nghệ và các tổ chức khác nếu như mà có nhu cầu thì đều có thể làm hồ sơ để đề nghị được chuyển giao quyền sử dụng công nghệ đấy anh ạ. Thật như vậy à? Vậy thì tôi sẽ cho anh em kiểm tra xem pháp luật quy định vấn đề này như thế nào. Dạ. Còn riêng cá nhân tôi thì lúc nào tôi cũng rất ủng hộ việc này. Dạ. Câu hỏi thứ hai chúng tôi dành đến với các bạn như sau. Theo quy định, đối tượng nào sau đây có thể được chủ sở hữu nhà nước giao quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sử dụng ngân sách nhà nước để ứng dụng sản xuất kinh doanh? A. Chỉ có tổ chức chủ trì thực hiện kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ. B. Mọi tổ chức cá nhân có nhu cầu được giao quyền. Và C. Tổ chức chủ trì thực hiện doanh nghiệp khoa học và công nghệ hoặc tổ chức khác có nhu cầu được giao quyền.
Một lần nữa hai đội chơi lựa chọn phương án khác nhau, một đội chọn C còn đội còn lại chọn B. Thưa quý vị và các bạn, tại điều 40 thông tư số 15/2014 TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước có quy định như sau. 1. Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ có nhu cầu được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phải làm hồ sơ đề nghị giao quyền sở hữu, quyền sử dụng gửi đại diện chủ sở hữu nhà nước. 2. Trường hợp các tổ chức được giao quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại khoản 1 điều này không thể sử dụng thì tổ chức khác có nhu cầu được chuyển giao quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phải làm hồ sơ đề nghị giao quyền sử dụng đó gửi đại diện chủ sở hữu nhà nước. Như vậy chúng ta đã biết phương án chính xác đó chính là phương án C. Một lần nữa xin được chúc mừng đội Fansipan. Như vậy đội Fansipan các bạn đang có 5.550.000 đồng, xin chúc mừng. Đội BME vẫn giữ nguyên 5.100.000 đồng. Thưa quý vị, cho tới lúc này đây chúng ta cũng đã biết đội nào tiếp tục đồng hành với chúng tôi trong vòng chơi đặc biệt của Sáng tạo Việt tuần này. Đó chính là hai thành viên của đội Fansipan. Các bạn đã rất xuất sắc ở phần chơi thứ 3 này, các bạn vượt lên và dẫn đầu với số tiền thưởng trong quỹ, đó chính là 5.550.000 đồng. Và các bạn chính là những người sẽ tiếp tục đồng hành với chúng tôi. Xin chúc mừng. Chúng ta sẽ dừng phần chơi thứ 3 tại đây để đến với vòng chơi đặc biệt của Sáng tạo Việt. Xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với Sáng tạo Việt và chúng ta đang đến với vòng chơi đặc biệt của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, hai thành viên của đội Fansipan đã xuất sắc ở phần chơi thứ 3 để có mặt ở vòng chơi này. Chúng tôi rất hy vọng là chương trình ngày hôm nay là chương trình đặc biệt nên là các bạn sẽ thật xuất sắc thêm một lần nữa để vượt qua 5 câu hỏi của chúng tôi và nhận về phần quà của chương trình, đó chính là chiếc máy điều hòa thương hiệu Sumikura với công nghệ tiên tiến của Nhật Bản được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia. Chúc các bạn sẽ thành công. Và bây giờ các bạn hãy sẵn sàng để chúng ta đến với 5 câu hỏi lựa chọn của chúng tôi đưa ra ngay sau đây. Trong vòng thời gian 60 giây các bạn phải trả lời chính xác 5 câu hỏi này và mỗi một câu hỏi các bạn có tối đa là 2 lượt trả lời. Sau đây sẽ là 60 giây với 5 câu hỏi của chúng tôi. Câu 1, trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang được đặt tại quốc gia nào? A. Nhật Bản, B. Thụy Sĩ, C. Brazil. B. Chính xác. Câu 2, Tổ chức Y tế Thế giới đã đặt quan hệ hợp tác với Việt Nam từ năm bao nhiêu? A. Năm 1976, B. Năm 1996, C. Năm 2006. C ạ. Không chính xác. Câu 3, theo Tổ chức Y tế Thế giới, nguyên nhân nào sau đây gây ra bệnh tai biến mạch máu não? A. Nhồi máu não do tắc mạch, B. Chảy máu não do vỡ mạch và C. Cả hai đáp án trên. C. Chính xác. Câu 4, ai là người được phong là ông tổ ngành dược Việt Nam và là người mở đầu cho nền y học cổ truyền Việt Nam? A. Tôn Thất Tùng, B. Phạm Ngọc Thạch, C. Tuệ Tĩnh. C. Chính xác. Câu 5, Thiền sư Tuệ Tĩnh là tác giả của nhiều công trình y khoa có giá trị lớn đối với nền y học nước nhà. Một trong những công trình đó là A. Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh, B. Nam Dược Thần Hiệu, C. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. B. Chính xác. Câu 2, Tổ chức Y tế Thế giới đã đặt quan hệ hợp tác với Việt Nam từ năm nào? A. Năm 1976, B. Năm 1996. A. Thời gian vẫn còn nhưng mà chúng ta sẽ dừng phần vượt qua thử thách của các bạn ở vòng chơi đặc biệt tại đây, bởi vì các bạn chỉ còn lại một câu hỏi nữa trả lời chưa chính xác, đó chính là câu số 2. Và đây là lượt trả lời thứ 2 của các bạn rồi. Lần đầu tiên các bạn lựa chọn phương án C là năm 2006, chúng tôi đã thông báo là không chính xác. Chúng ta còn lại hai phương án là A và B. Và vừa rồi các bạn lựa chọn là phương án A, năm 1976. Sau đây là đáp án của chúng tôi. Tổ chức Y tế Thế giới đã đặt quan hệ hợp tác với Việt Nam vào năm 1976. Đó chính là phương án A. Xin chúc mừng đội Fansipan. Thưa quý vị, rất tuyệt vời. Như vậy là trong không khí đặc biệt của chương trình ngày hôm nay kỷ niệm Sáng tạo Việt tròn 3 năm tuổi thì hai thành viên của đội Fansipan có mặt trong một chơi đặc biệt này, các bạn cũng đã rất vui mừng khi có được 5 câu trả lời chính xác và nhận được món quà của chúng tôi, đó chính là chiếc điều hòa thương hiệu Sumikura. Xin chúc mừng hai thành viên của đội Fansipan. Thưa quý vị và các bạn, quãng đường 3 năm không phải là một hành trình quá dài, nhưng đối với chúng tôi, những người thực hiện chương trình này, thì trong suốt thời gian vừa qua, chúng tôi đã rất nỗ lực để có thể giới thiệu tới quý vị và các bạn những ý tưởng sáng tạo, bởi chúng tôi tâm niệm rằng những ý tưởng là một trong những yếu tố quan trọng và chính là khởi nguồn của sự phát triển.
Chúng tôi xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới sự đồng hành của tất cả quý vị. Và đặc biệt là trong dịp đầu xuân năm mới này, chúng tôi cũng xin gửi tới tất cả quý vị lời chúc năm mới an khang thịnh vượng, cầu gì được đấy. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.